Israel chuẩn bị tiêm mũi vaccine thứ tư cho nhân viên y tế. Omicron phủ bóng đen lên đà hồi phục kinh tế toàn cầu. Hàn Quốc mạnh tay với nạn rửa tiền xuyên biên giới. Thưa quý vị, biến thể Omicron đã trở thành biến thể chủ đạo trong các ca mắc mới COVID-19 tại Mỹ và đang lây lan nhanh. Trước tình hình này, Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày hôm nay đã có bài phát biểu tại Nhà Trắng nhằm trấn an người dân về khả năng đối phó của chính phủ với biến thể Omicron. Trong bài phát biểu được truyền hình trực tiếp từ Nhà Trắng, Tổng thống Joe Biden khẳng định, kịch bản tồi tệ như hồi tháng 3 năm ngoái, thời điểm bùng phát dịch COVID-19 đầu tiên tại Mỹ sẽ không lặp lại và kêu gọi người dân không nên hoảng sợ. Nhiều người đặt câu hỏi rằng chúng ta có trở lại giai đoạn hồi tháng 3 năm 2020 hay không? Câu trả lời là không. Tất cả chúng ta đều lo lắng về Omicron, nhưng không được hoảng sợ. Nếu bạn đã tiêm đủ liều vaccine, thậm chí đã tiêm liều tăng cường, thì bạn đã được an toàn. Nhưng nếu chưa tiêm vaccine, bạn sẽ phải đối mặt với rủi ro cao hơn khi mắc COVID-19. Ngoài kêu gọi người dân tiêm chủng đầy đủ, Tổng thống Biden cũng công bố kế hoạch đối phó với sự gia tăng của ca mắc mới COVID-19, trong đó triển khai thêm khoảng 1.000 bác sĩ, y tá và nhân viên quân y trên khắp đất nước để hỗ trợ các bệnh viện bị quá tải khi cần thiết trong tháng 1 và tháng 2 năm sau, cũng như cử thêm các đội ứng phó khẩn cấp đến các bang để hỗ trợ dập dịch. Chính phủ Mỹ sẽ phát miễn phí 500 triệu bộ xét nghiệm tại nhà cho những người có nhu cầu. Nhật Bản đã ghi nhận 4 ca mắc biến thể Omicron trong cộng đồng đầu tiên tại tỉnh Osaka. Chính phủ nước này cho biết sẽ tiếp tục thắt chặt các biện pháp phòng dịch để đề phòng nguy cơ xảy ra làn sóng lây nhiễm mới. Trong 4 ca mắc biến thể Omicron, có 3 người trong cùng một gia đình không có tiền sử đi lại nước ngoài, cũng như chưa xác định được nguồn lây. Những người này có triệu chứng nhẹ vào cuối tuần qua. Bệnh nhân thứ tư là nam giới, từng ra nước ngoài và đang cách ly trong một khách sạn. Trước đó, chính phủ Nhật Bản tuyên bố siết chặt quy định nhập cảnh đối với người nước ngoài, tăng cường phòng ngừa trong nước, tăng cường xét nghiệm miễn phí, tiêm mũi tăng cường cho nhân viên y tế và người cao tuổi. Chính phủ Israel cho biết nước này đang chuẩn bị triển khai tiêm mũi vaccine COVID-19 thứ tư cho những người trên 60 tuổi và nhân viên y tế. Quyết định trên đưa ra sau khi Israel ghi nhận ca tử vong đầu tiên do biến thể Omicron và khuyến nghị của Ủy ban chuyên gia về đại dịch tại Israel cho biết nên tiêm mũi vaccine thứ tư cho những người trên 60 tuổi và đội ngũ nhân viên y tế. Những người bị suy giảm miễn dịch cũng sẽ được khuyến cáo tiêm mũi thứ tư với khoảng cách ít nhất 4 tháng sau mũi thứ ba. Giới chức Israel đã ban hành lệnh hạn chế ăn uống tại chỗ trong trung tâm thương mại, đề nghị trẻ em sống trong những cộng đồng có tỷ lệ tiêm chủng thấp và lây nhiễm cao học tại nhà. Thưa quý vị, năm 2021 là một năm mà COVID-19 tiếp tục gây ra những tổn thất to lớn. WHO cho biết đã có hơn 3,3 triệu người tử vong vì COVID-19 trong năm nay. WHO cho biết đại dịch COVID-19 đang cướp đi sinh mạng của khoảng 50.000 người mỗi tuần trên thế giới. Tuy nhiên, Tổng Giám đốc WHO nhận định rằng năm 2022 sẽ là năm kết thúc đại dịch bằng những công cụ mà thế giới đang nắm giữ, trong đó có vaccine. Trước mối đe dọa của biến thể mới và số ca tử vong ngày càng tăng cao, WHO cảnh báo các quốc gia nên xem xét lại việc tổ chức những hoạt động tập trung đông người vào các ngày nghỉ lễ sắp tới, gần nhất là Giáng sinh và đón năm mới, để hạn chế sự lây lan và giảm thiểu số ca tử vong vì COVID-19. Thưa quý vị, khi người dân Mỹ và châu Âu đang háo hức chờ đợi mùa nghỉ lễ Giáng sinh trong 2 năm qua, thì biến thể Omicron xuất hiện, kéo theo vòng xoáy lo ngại và bất ổn mới với các hoạt động du lịch, mua sắm, lễ hội và cả nền kinh tế nói chung. Thay vì không khí mua sắm hối hả, giờ lại là không khí lo âu và những dự báo về triển vọng kinh tế ảm đạm trên khắp toàn thế giới. Người dân Hà Lan tranh thủ đi mua sắm vào những giờ phút cuối trước khi lệnh phong tỏa có hiệu lực. Nhưng như vậy cũng không thể giải tỏa tâm lý lo lắng và chán nản của các chủ doanh nghiệp nhỏ khi đợt phong tỏa diễn ra ngay trước Giáng sinh một tuần. Tôi cảm thấy rất lo lắng khi lại sắp có một đợt phong tỏa khác.
Nguồn thu nhập của tôi chủ yếu đến từ cửa hàng này. Dịch bệnh đã ảnh hưởng rất lớn đến tài chính của tôi. Tôi cảm thấy rất chán nản. Tình hình kinh doanh của tôi và các doanh nghiệp nhỏ bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh. Chúng tôi đã cố gắng rất nhiều, nhưng dường như mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn. Tại Anh, thay vì mua sắm quà Giáng sinh, người dân chờ xếp hàng đợi tiêm liều tăng cường. Các con phố mua sắm vẫn tấp nập người ghé thăm, nhưng năm nay thu nhập sụt giảm trong khi chi phí sinh hoạt ngày càng đắt đỏ và giá nhiên liệu tăng vọt đang khiến hầu hết các gia đình phải thắt hầu bao trong mùa Giáng sinh. Chỉ trang trải các chi phí cần thiết thay vì vung tiền mua sắm và tham gia các hoạt động giải trí. Bên cạnh đó, tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng, thiếu lao động và chi phí vận chuyển cao cũng đang đè nặng lên các nhà bán lẻ, góp phần khiến bầu không khí Giáng sinh càng thêm buồn tẻ. Biến thể Omicron có thể làm chậm tăng trưởng kinh tế toàn cầu thông qua việc làm trầm trọng thêm các vấn đề trong chuỗi cung ứng và suy giảm nhu cầu. Kể từ khi bùng phát gần 2 năm trước, đại dịch COVID-19 đã đặt ra nhiều thách thức đối với các nền kinh tế. Nhiều nước không còn cách nào khác ngoài việc phải đóng cửa khi virus tấn công vào đầu năm 2020. Chỉ riêng ở Mỹ, hơn 22 triệu người đã mất việc làm. Các quán bar, nhà hàng và khách sạn bị tác động nặng nề. Một trong những lo ngại hiện nay là sự lây lan của biến thể Omicron sẽ tiếp tục làm gián đoạn quá trình sản xuất và vận chuyển, làm trầm trọng thêm tình trạng tồn đọng, đứt gãy chuỗi cung ứng và khiến lạm phát tiếp tục gia tăng. Nó cũng có thể làm tăng nhu cầu hàng hóa của người tiêu dùng, làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt nguồn cung. Nếu mọi người lo lắng rằng đến một quán bar hoặc nhà hàng cuối cùng sẽ khiến cho họ phải nhập viện vì mắc bệnh, họ có thể tiếp tục mua sắm hàng hóa. Điều đó có thể làm trầm trọng thêm xu hướng ngắn hạn và làm cho lạm phát tồi tệ hơn. Có nhiều lý do khác để cho rằng sự phục hồi kinh tế sẽ bị giảm tốc. Tại Mỹ, viện trợ kinh tế từ ngân sách liên bang đang giảm dần, viện dẫn lo ngại tác động của Omicron và các yếu tố khác. Oxford Economics đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ trong quý 4 năm 2021 xuống 7,3% so với dự báo 7,8% trước đó. Omicron đã lây lan quá nhanh và nó đang tấn công vào các khu vực có mật độ dân số cao ở phía Đông Bắc. Chúng tôi nghĩ rằng nó sẽ gây thiệt hại khá lớn đối với hoạt động kinh tế. Theo các chuyên gia, hiện vẫn còn sớm để khẳng định biến chủng Omicron có thực sự nguy hiểm hơn so với biến chủng Delta hay không. Nhưng dù thế nào đi nữa, mối đe dọa về một làn sóng dịch mới lại tiếp tục đeo bám và đe dọa sự phục hồi của nền kinh tế toàn cầu. Hàn Quốc sẽ giám sát chặt chẽ các giao dịch bất động sản của người nước ngoài nhằm ngăn nạn rửa tiền xuyên biên giới trong lĩnh vực này. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki đưa ra tuyên bố này trong sáng nay. Theo Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki đã phát hiện một số người nước ngoài không cư trú tại Hàn Quốc, song lại có thu lợi bất chính từ các giao dịch bất động sản tại đây. Chính phủ Hàn Quốc đã công bố một loạt các biện pháp nhằm ngăn chặn người nước ngoài mua bất động sản bất hợp pháp và những giao dịch không rõ ràng. Theo đó, từ tháng 3 năm sau, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc sẽ thu thập thông tin về người nước ngoài mua bất động sản và giao cho cơ quan hải quan Hàn Quốc xử lý thông qua một hệ thống chia sẻ thông tin. Chính phủ Hàn Quốc sẽ không cho phép người nước ngoài để học tập hoặc với thị thực lưu trú ngắn hạn tham gia vào hoạt động kinh doanh cho thuê bất động sản. Nhằm ổn định thị trường nhà ở, ngăn chặn đầu cơ bất động sản, Hàn Quốc sẽ áp thuế nặng hơn đối với những chủ sở hữu nhiều nhà và có bất động sản. Vào dịp lễ Giáng sinh năm nay, rất nhiều người dân Tây Ban Nha đã khoác lên mình trang phục sặc sỡ để xếp hàng mua xổ số Engodo với tổng quỹ giải thưởng lên tới 2,38 tỷ euro và được xem là giải xổ số có quỹ thưởng lớn nhất trên toàn thế giới. Đây là nét truyền thống của người dân Tây Ban Nha mỗi dịp cuối năm để thử vận may cũng như đóng góp vào ngân sách quốc gia và hỗ trợ từ thiện. Không khí háo hức đã tràn ngập khắp đường phố và tại các điểm bán vé. Theo truyền thống, học sinh trường San Ildefonso tại Madrid đã hát vang dãy số may mắn tại một lễ quay thưởng được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình quốc gia. Những người tham dự phải thực hiện quy định nghiêm ngặt về dịch tễ. Giải độc đắc năm nay lên tới 1,72 tỷ euro. Lợi nhuận thu được sẽ được sử dụng cho mục đích của ngân sách nhà nước và cho một số tổ chức từ thiện. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin GMT Cộng 7 tối nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!